Công nghệ hình ảnh nổi ba chiều gọi là hologram đang đóng vai trò nhất định trong việc đào tạo các bác sĩ tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Vương quốc Anh. Đây là công nghệ mới nhất kết hợp thực tế và bệnh nhân dưới dạng hình ảnh ba chiều tạo ra một không gian như thật để sinh viên và giáo viên có thể dễ dàng hình dung tương tác. Chúng tôi đang đào tạo mô phỏng cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe lên cấp độ mới. Chúng tôi sử dụng công nghệ thực tế mở rộng cùng các kịch bản mô phỏng để đào tạo và dạy thế hệ đội ngũ y tế mới theo cách tập trung và dễ hiểu hơn. Từ đó chúng tôi có thể cải thiện mức độ và tiêu chuẩn đào tạo cũng như mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho nhiều người hơn. Người hướng dẫn có thể thay đổi phản ứng của bệnh nhân hoặc đưa ra các biến chứng trong thời gian thực kịch bản đầu tiên mà chúng tôi đang thử nghiệm lúc này là một dạng ảnh ba chiều của một bệnh nhân mắc bệnh hen xuyễn và như bạn thấy đằng sau chúng tôi sinh viên y khoa đang điều trị cho bệnh nhân hen xuyễn nếu anh ta điều trị đúng cách bệnh nhân sẽ được cải thiện nếu anh ta không điều trị đúng cách bệnh nhân sẽ xấu đi Tiến sĩ Ruby Goodworth, một chuyên gia về đào tạo mô phỏng và các công nghệ nhập vai cho biết, với công nghệ này, họ có thể đưa ra những tình huống có tần suất thấp nhưng rủi ro rất cao mà các bác sĩ có thể không nhất thiết phải nhìn thấy thường xuyên nhưng cần phải có khả năng thực hành. Nhưng liệu một bệnh nhân ảo có thể giúp một bác sĩ mới vào nghề trau dồi cách thức thăm khám bệnh nhân thường xuyên hay không? việc học tập dựa trên mô phỏng giống như một phương pháp hỗ trợ cho việc giảng dạy lâm sàng vì vậy tôi sẽ không bao giờ nói rằng các bác sĩ rời khỏi phòng khám và ngừng khám bệnh ngừng nói chuyện với bệnh nhân việc mô phỏng sẽ không tạo lại mọi tình huống mà bạn sẽ gặp và những khoảnh khắc mà bạn có với bệnh nhân thực tế là bạn cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt vì vậy sinh viên vẫn cần phải tham gia thăm khám trực tiếp còn cách học này chỉ đóng vai trò bổ trợ mà thôi công nghệ này cho phép đào tạo cho các bác sĩ ở bất kỳ đâu trên thế giới có thể có kết nối internet và có thể được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện làm việc thực tế của họ khi ở trong trường y, chúng tôi có các bệnh nhân diễn xuất đến để thực hiện các tình huống lâm sàng cụ thể. Sau đó chúng tôi có mô phỏng VR giống như thế này, nhưng nó không sử dụng không gian thực. Nó chỉ thể hiện trên một màn hình trước mắt. Phương thức này phát triển ở cấp độ cao hơn. Tại đây bạn kết hợp được thế giới thực và thế giới ba chiều từ bệnh nhân bằng ảnh ba chiều hologram. Qua đó bạn có thể nhận biết được phản hồi khi điều trị bệnh nhân thực. Lời thề Hippocrates có được mở rộng đến ảnh ba chiều không? Đó là một câu hỏi hay. Những gì chúng tôi hướng đến với đào tạo mô phỏng là cải thiện cách điều trị của bác sĩ Lâm Sàng. Và nếu bác sĩ Lâm Sàng đưa ra phương pháp điều trị không phù hợp, thì người huấn luyện sẽ can thiệp để việc điều trị của bệnh nhân được cải thiện và người học, học cách làm thế nào để bệnh nhân có thể cải thiện bệnh trạng của mình. Ứng dụng đào tạo thực tế hỗn hợp mới có tên là HoloScenario và đang được bệnh viện Đại học Cambridge hợp tác với công ty công nghệ GigXR có trụ sở tại Los Angeles phát triển. Chúng tôi đã làm việc trong metaverse vài năm nay. Nếu bạn hình dung về metaverse ở dạng chân thật nhất, bạn sẽ thấy đó là khả năng kết hợp thế giới kỹ thuật số và thế giới vật lý. Mark Zuckerberg nghĩ về metaverse như một thế giới kỹ thuật số hoàn toàn, nhưng có những con người thực và những điều thực sự xảy ra bên trong nó. Tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi và các công ty khác đang làm trong thực tế hỗn hợp này là một minh chứng rõ ràng cho thấy là metaverse thực sự có ý nghĩa mô đun đầu tiên có hình ảnh ba chiều về bệnh nhân bị hen suyễn, sau đó là sốc phản vệ thuyên tắc phổi và viêm phổi các mô đun khác về tim mạch và thần kinh đang được phát triển okay.